Okay, hi everyone. Yeah, how are you doing today? Hope you are doing fine. Yeah, for me, I'm fine, thank you. Very fine. Okay. Okay, today we're gonna talk about number 82. Yeah, or number 82. Yes. Just only finished quantitative 82. Right now, this short video we're gonna talk about number 82. Okay. Okay, so say that off here, yeah, can you use some be con the name that mình chỉ ẩm phí chùm nguồn à chùm nguồn đang mình chỉ ẩm phí lê à mình chùm nguồn này lê à number of ET chân number of ET là bỏ dưỡng dưỡng chạy trình chụp phí nha cứ ghi cho chúng ta cardinal number ai nên mùi chết chúng ta ordinal number còn ta ordinal number dưỡng thực ra bỏ cộp phí cardinal number chân cardinal number và là niêm đa chia ra bằng anh vì phim thứ tư nè rồi chia lệch mua lệch phi lệch bay lệch buôn đọc phi sam sam mà rồi ấy nhá anh ấy cứ coi chúng ta cardinal number và ordinal number cứ giờ miền rồi chia thì mua thì phi thì bay thì buôn và thì nó sẽ trả nắng ok thế nhưng mà đừng học nhỉ lệch mua là bảo nhiêu lệch cứ chúng ta giờ lệch mua chạy tông từ những cardinal number đây nè coi những ai thắt cardinal number và dân dân chạy trên nhịp pi và bị chạy trên nhịp mũi coi chúng ta definite number definite number ở đây chúng nuôi để chia lẻ chúng nuôi để chia lẻ chúng nuôi nhỏ mày mũi pi bảy bùn anh em mới chúng nuôi chia lẻ và tí tí coi chúng ta indefinite number chúng nuôi mình chia lẻ mà chúng nuôi mình chia lẻ cứ việc chạy tông từng con đường niêm mũi để dân tập tập liên đuôi coi chúng ta mà quantitative adjective nên là con đường niêm đa phần chia ông phi chụp nuôn này cái này anh ấy có con đường niêm mình chia ông phi chụp nuôn ai chụp này quantitative adjective có con đường niêm mình chia ông phi chụp nuôn này mà chắc là quantitative adjective là bao nhiêu này có bị xác định nó indefinite number mình men definite number definite number adjective với con đường niêm đa phần chia ông phi chụp nuôn chia lẻ đó indefinite number of adjectives của nền niêm đa bình chiếc nơi chúng tôi mình chia lẹ rồi thì đến đây tôi chia clack clack để dùng để gửi little, few, some, any đến như là môi chúng luôn và tôi dùng mặt đấy này nhé chúng luôn bảo màn cho những mặt đăng này đa bảo tha sự phân bay quả cô pi nầm cô mùi cô pi cô bảy mà true mà nè sân mà nè nó cứ definite number of adjectives definite number of adjectives chẳng như chàng nào mới definite number of adjectives bởi những hai bộ vừa singular noun thì đang ấy one student one girl one boy nó mình singular noun với các bộ vừa plural noun ok rồi kia yeah, two students yeah, two house many five books chàng nào và anh ấy cứ cho đẹp và ok, anh ấy nghe xua thế, giờ chạy khói và một cái thai giờ nó làm giới nghe xua đấy. Giờ mua hát anh dùng ca bài nắng, không phải dùng nghe đó. I hiểu, I have one car. I have a car, I have one car, nhưng mà I have one car. Dẫn, nhóm miên la ngồi, mỗi cái chưa đẹp. I have two car. Nhóm miên lan pi, thấy nhé. Chẳng, number of adjectives is one, two. Thứ chưa có thể niếm ra mình chia ông pi chùm nôn chia lẹ. Chẳng number of adjectives bao giờ nhỉ? Number of adjectives. Thứ mình chia ông pi chùm nôn chia lẹ. I have one car, I have two cars. Chơi chia lẹ, ba. Đã, mùi tiết, I have several cars. Khi mình làm thì trở giống như đơn sơ rõ nó còn mãn nhưng mà đừng là đơn đặt vô và chẳng hạn cho mình kỳ lâu tới và chẳng hạn cho chúng ta indefinite number of adjectives còn đây như indefinite number of adjectives và bộ singular noun đồ án phù là noun đồ án đã đốt thêm một cái họ đấy chẳng hạn bị thu năng ấy về chữ adjective nữa từ tiết dương nên riêng underline như khi mà underline noun những cái mình là adjective và adjective nó chung với cái bằng noun nó chung với cái dân nhiên noun kind, noun care, noun gender, noun number, noun kind, cái kind
và non case mean case, non number mean ai game, non gender ai game và bình gì nhé. Đôi khi này đấy, nó như thế là adjective, những adjective và những như ấy mean cái gì nhé, proper adjective nè, thì mean là mà qualitative adjective, quantitative adjective và lớn number of adjective, chẳng đọc bây giờ mình kết những bên mùi buồn chương bộ quản quán chỉ adjective mà adjective nó là cái adjective nhé. Chẳng như mô viết chương number of adjective ba là đang học viên number of adjective hay phần tá viết cho phần tên năm ở với hiệu number of cứ viết indefinite number of adjective nhé. Còn bên này ở viết khả anh ấy cái đôi kia đấy chỉ indefinite definite number of adjective anh tìm một bên qualify ở viết khả line phí nhé. Chương viên là năng chứ như mới mùi tiệt hundreds hundred ở ác hiện tại ha mà rồi đó hundred rồi dùng miền ác hiện tại ha rõ rồi thousand em được xe rất là thousand à rồi thousand thousand mà quản nó phải thousands rõ quản dozen dozen ra ha mùi lố à, lố đó về dozen rọp lố rọp lố nó cứ thường là ra và nè à gà nha rọp lố là tràn bone of bone of plural nouns nè nhớ mình sẽ xem thì off tiền chẳng dân ra bài này I have one car I have two cars dân có ai ra bài này nhóm nghiên làm rọp rồi chẳng á và chân chân lưu tại đây I have again 100 100 of 10 nhóm miền lan rộp rồi trường I have 1000 thôi mà 2001 dozen of cars theo miền lan hà học sập trường thế chẳng dozen of cars hundred of cars chẳng dương góp rồi trường chẳng theo miền góp rồi trường chẳng dương cả of cars and two dogs all the hundreds thousand dozens cứ dương cả of phải nằm cả of cứ dương cả plural noun ok thì chúng ta cả cả ok nhớ mơ đi mình trở bằng cái tờ pra kì môi nè indefinite number tệ nước lãng tại nơi bị mục này the damn those this or positive chẳng lấy trong như thế khi off nè thì nhớ như pra off chẳng bị off nên cứ mình trở bằng cái tờ pra kì môi number one adjective tệ rồi lấy lại những nơi này pra kì môi nè indefinite number one adjective tệ lớp lên tại nơi thì mục nắng nơi lên tại nơi thì mục đám bằng như bà bạc ok chân lại đi đi đứng hình thành cứ được rồi công lên mà công lên mà chứ là ai chân ghi công lên là xu hình đem đi con tay chỉ cút được khó đấy nè con tay đem cứ như mình men như tật đâm đề nè cứ cái ao chú thái chỉ possessive objective nè objective nè objective pronoun chứ men như tật đâm đây dùng nghe cái ao mà nhung trong tật thế lại nít cứ article và tật article ra ban tật đất mua để cứ cái ao chú ra nhưng ai cho ta ao cứ mình ra ban được ra phát chỉ mua nung chỉ nôn lên bên nè tôi ra là of again the of people yeah 200 ấy những người dùng ở bán thì đến of kiểm tra bán thế nhưng mình ai ra chỉ mua những definite number bán này vấn đề bờ sân chỉ viên tiện the then this those được gọi possessive những ai ra bán nè quay đây trong này ông ma nhung gì hả two of you to all you yeah decide
size you go. Chân lại cái lấy nhầm u lấy nhầm cái nhầm tầm đa lên đem này. Cô lâu thăm ní bây giờ tôi sẽ bắt chung trong tôi sẽ gì ạ. Definite number lực lấy tay là bị mục. Ok. Definite ảnh khó à, đám nó chưa ghế object noun à, ok this need to mean those this those this nơi tí ní nó chung tố tiền ổn ní those tố mọc hồn và ôi chúng ta demonstrate demonstrative noun. We got demonstrative adjective on there. Demonstrative noun, demonstrative adjective on there. Adjective. We got more to possessive. Yeah. Possessive. Possessive, and then I possessive you my part. Nè. Còn đại đồ sao lại khi nhau mà đặt về ní mùa hè đấy. Tiếp theo là call, giờ mình đòn bàn riêng. Pronoun, giờ mình đòn bàn riêng. Yeah, demonstrative adjective you mình đòn bàn riêng. Demonstrative pronoun you mình đòn bàn riêng. Possessive có you mình đòn bàn riêng. Chẳng có khi ông ở từ bên đấy mình men thì đang ấy này. Chẳng dừng đang ấy object pronoun là bao giờ nghe này khác. Và nghe này cái nghe us nghe này cái đầm nghe you và cứ plural chúng ta là plural. Okay, plural. Us. Them. Mình them ấy. Mình them ấy. Them. You. You nó cứ you về tầng ngon nè. Subject cái you. Object cái you. Đấy, và you. Và này. Subject we. Là object us. Anh này cái đối nghĩa subject they. Là cái object them. Và này. Subject you. Object cái you đấy. Chẳng. Vậy nó cứ không nhau về vậy này. Chân phía ổ cư mình ra bằng được rạp rác chừng mùi lưng chừng luôn để chạy lẹt tê lướt lấy tên nơi kì mục tự. Ok. Được khi ông dây là two of you decide to go. Cái nam phía nét không chùm nông nét tầng ngọt nè. Xong ra chất tự. Thấy nhé. Phía nét không chùm nông nét tầng ngọt nè cứ xong ra chất tự. Chẳng. Ok, ấy tiền. One of us. One of us goes to meet him. One of us goes to meet him. Mình nè không chụp nào của dưỡng tới chụp quả. Thấy mình nè. Chẳng mua là hết ấy dưỡng phần off. Chỉ mỗi những definite number 1, 2, 3, 4, 5 bán. Đầu xa đã nè. Lớt lại nơi bị mục nè. Nơi bị mục the them this possessive. Bạn dân I brought off bạn. Nè nơi bị mục. Chắc không thì sao ông lấy anh ta sẽ muốn anh ăn mục à. À chẳng người ta ô đừng ăn nên mỗi nào một ô một chẳng one of us mỗi nào một từ ở như thì one of từng nào cái một từ one but of us mỗi nào một từ of nhé chẳng of mình ra bằng được ra ra mỗi definite lực lấy ta of nếu từ nơi thì một vậy nhé nơi thì một đất là vì một đám là vì một this là từ cái those à đám đôi khi ông dây mấy cứ non object nhé mấy miền là đám mấy miền you miền us và I am possessive chứng bản dương ai trở off và one of us mình nét không chụp nông bụi dương tầm off à hướng dương mình đang có mang nét này mà là one of us goes to meet him tới chụp quả thấy nhé anh dối lấy lại nhé và chân easy mình nè ok học con chán chẳng dừng short video finish. Okay, I hope you enjoy my sharing English grammar. Just only have to subscribe. Okay, thank you.